bạn vừa nãy gọi điện ra đấy. Ai ạ? Gọi điện cho ấy à? Cho Thu à? Vâng. Ồ, cái gì nhỉ? Clear nó lại ở trong này. Đi cái bột đấy này trước. Đi cái cẩm thạch trước. Sau đó chúng ta đi từng ngón một. Đi 3 ngón 1. 3 hoặc 2 ngón thôi. Đắp nhanh thì chúng ta nên đi 3. 1, 2, 3. Nhiều bột, nhiều ấy quá thì chúng ta lấy bớt ra. Sao tự dưng lại đi làm việc thứ bảy? Mọi người có nhìn thấy rõ không? Nếu không nhìn thấy rõ thì nói nha. Để con đấy nha. Xe mai có clear mượn tí. Đỡ, để đỡ phải chạy lên. Cái màu này rất đẹp. Thả bằng tay. Gặp bà gọi là quản lý mà bà mà đã không biết vẽ thì bà hành phải cho thì phải chết. Đấy là bà còn dễ vì bà không biết vẽ đấy. Bà mà biết vẽ là chết luôn á. Nhà em đi lúc nào chả đi được. Đâu rồi, clear đâu rồi? Ô, cái thằng này đi vào cái mất người à? Ai có mượn một tí thôi chứ cần gì phải đi tìm. Cô có lấy nhiều đâu mà. Cô lấy có một tí thôi. Dốc xuống. Tự làm khác sướng là tốt nhất. Chờ đợi gì bao giờ lại đánh cho như vụ Vincom ấy. Live stream vẫn hóng chứ. Tốt nhất là tự mình đi học lấy một cái nghề tử tế. Rồi lúc này như Vincom nó đánh cho lại bảo là tại số. Mọi người công nhận không? Cô có chi nhánh ở Sài Gòn không cô? Hà My ơi, cô chỉ có bạn ở trong đó thôi chứ cô không có chi nhánh trong đó. Đấy, hồi mới à? Đỡ phải mượn mỏ. Rót dài chứ.
đâu ấy đâu, đâu có cái hộp hộp sắt như vậy đấy. Xin cho bà đã đành được, còn xin cho bạn không có đâu. Thế cho nó nhanh. Gọi cho Thủy ấy. Mình đi một lớp cờ lia lên cho nó khô nhanh nha. Một chút thôi, không không cần nhiều đâu ạ. Một chút nằm ở bên trên đấy thôi. Vì cờ lia tính chất của nó sẽ làm khô nhanh cái bột màu của mình. Tại sao cứ đi cứ để cho nó bắt? Đó, chắc là mày lại đeo cái mác là mày có bạn chồng bạn làm công an gì? Cái đoạn đầu này nó thiếu, mình đi thêm bột vào. Sau đó chúng ta sẽ đi clear. Vảnh cao quá nó khó. Đẩy cái clear này là để cho nó ấy thôi. Để lát nữa mình mài ấy, nó không có bị mất cái bột màu của mình thôi. Đập nhẹ thôi. Okay, bàn tay kia rất ngắn đúng không? Nát nó hoa nổi lên nữa. Hello, đã về nhà rồi à? Nhưng xa quá cô, em không có điều kiện ra cô. Không, ý là cô bảo là có ấy không thì là cô kiểu như là cô giới thiệu ấy. Cô giới thiệu bạn cô trong đấy cho. Nếu mà tin cô thì để cô giới thiệu cho, cô tìm chỗ học cho. Cái bột màu này nó không có như clear, nên là chúng ta phải đi á, đi rất là nhẹ nhàng. Và chúng ta đẩy cái chân nó tròn lại. Tiếp theo chúng ta đặt clear lên bên trên. Thả lỏng tay xuống. Bin ơi. Xong rồi. Cứ ở trong đấy nó nát nữa để test xác ra.
cẩn thận tay em cô không có bảo em cụp xuống nên em đừng cụp xuống nhé. Em cứ cụp xuống là nó hỏng. Hộp của cô đây rồi. Cái gì ạ? Không ra là sao? Có đâu nhỉ? Hộp cần đi không? Hộp của mày nó ở đâu rồi? Em pin cả. Đây này. Được quay. Cái gì? Quay. Cô lấy quay gì không? Đi không điên. Tao bảo mày mang quay tao bây giờ. Tự dưng của tao, tao đã để đây rồi mày lại còn cất đi, mày lại còn... Mình đắp xong rồi mình nhìn cái đầu này lên cho nó rồi. Yên tâm đi, cô này hay lắm. Bởi vì cô giới thiệu là cô phải giới thiệu cái người nào mà dạy tốt và phải có một cái chỗ làm để cho học viên người ta thực tập. Chứ còn nếu mà giới thiệu mấy cái chỗ trung tâm vớ vẩn thì cô không giới thiệu đâu. Vì trong nghề bọn cô biết ai là cái người dạy tốt, ai là người không. Mình học mà mình phải được nhìn thực tế trên khách hàng. Chứ không chỉ là cứ lao đầu vào học những cái chỗ mà làm một hai bộ vuốt đẹp xong rồi đăng để quảng cáo. Vuốt đẹp đấy có phải là ấy đâu, có phải là lúc nào khách hàng của mình người ta cũng làm như vậy đâu. Người ta sẽ chỉ làm những cái bộ đơn giản thôi. Không phải là khách nào người ta cũng chịu. Thả cục bột xuống để cho nó tròn chân, sau đó thì mình chúc ngón tay của mình xuống, đẩy sát bột vào. Dùng thân của cây cọ. Dùng thân của cây cọ đẩy bột. Tiếp theo lấy một chút bột clear đặt lên đỉnh. Cho chảy dốc xuống. Không cần phải dày đâu ạ.
Hello Thu Trần. Dạo này sao rồi? Đông khách đúng không? Thấy Facebook ok lắm. Thương ơi, cô bảo là hôm nào Thương sang rồi cô giả lại Thương 1 triệu nha. Còn nếu mà Thương thích học thì cô dạy Thương. Nhưng mà thôi giả lại đi. Mấy hôm cứ bảo gọi điện xong rồi là bận ấy. Vào lại đã thấy gỡ tóc ra rồi. Thế là được rồi, đủ làm mà được rồi. Đã ok rồi. Nhanh nhở, thế mà đã 1 năm rồi đấy. Thảo với bà Sâm cầm cũng thấy có vẻ ổn lắm. Mấy bà già là đấy đó, không có bà nào là bà không học được à? Không bà nào là mở mà không làm được đúng không? Ok, móng ngắn thôi. Trước khi đắp thì chúng ta sẽ sơn liên kết nha. Đây là mã 01. Bây giờ cô sẽ đi hoa nổi cho mọi người xem. Chúng ta sẽ đi hoa nổi nha. Ai cầm cho cô cái bút nơ hoa nổi với. Ở cái chỗ bàn của cô đấy. Cái bút cô vẫn làm hoa đấy. Được rồi, em lấy cái này thôi. Bút này thì đầu thì thích, nhưng mà lông thì không thích lắm đâu nha mọi người nhé. Không có bền, độ bền không có cao. Máy khăn đi để phủ. Độ bền nó không cao nên là vẽ hoạt hình nhanh lắm em ơi. Vẽ hoạt hình giờ chỉ 1-2 ngày thôi. Lên đi, lên học vẽ hoạt hình đi. Nhanh mà. Tranh thủ lên khoảng 2 ngày là ok, là bảng mẫu cầm về. Chúng ta cứ đi từ trái sang phải thôi, bởi vì như vậy á, thì nó không có bị lõm cái móng tay. Thích
thì nhích thôi chứ còn gì lên. Em học nhanh mà, em có phải là cái người học lâu đâu mà. Lên đi cho tình già hàn huyên. Ờ, rủ Thắm lên đi. Hai đứa lên học đi. Thắm đăng ký từ Tết rồi. Thắm đăng ký vẽ hoạt hình từ Tết mà. Hắn hơi bị khuất. Cô bảo rồi mà không ra nhanh, thành ra là bị lâu. Ok. Hai chị em lên khoảng 2 ngày là ngon rồi. Bắn cả vào người vừa để tắm xong. Là quyết định sai là chưa ăn. Tại vì là phải nên tắm cái thằng kia. Nó lười, nó tắm bẩn. Cho nên là phải lên tắm cho nó. Chỉ mong tắm thôi chứ. Tắm nó chết. Nếu sang khu mới cô sẽ đặt bàn này nó thấp hơn chút. Này vẫn hơi cao. Thấp hơn và nhỏ hơn. Nát kia mình phải đi cà phê giải ngố. Chứ ở nhà nó bù đầu. Khổ ghê, tự dưng đi đổ cái này. Ngu là bằng cái ngu là. Em quay hẳn nhìn ra ngoài cửa. Cái gì? Muốn xem hả? Xem thì tối về lại bật like lại.
Đấy, người ta gọi là chị đại đấy. Đấy, chị đại đấy. Em bé không ạ? À. Vụ đúng này... Là, đúng là chị là có chị của em ấy, thế thôi. Nha. Phải có người quản lý chứ. Không có ai quản lý thì còn gì gọi là lớp học nữa. Hoài ơi, Hoài xử lý con Hương ấy. Đúng rồi, chị kèm chị Hương giúp em, chị Mít đây. Bị sợ bị đuổi mà. Kiểu sợ bị đuổi ấy. Phượng ơi. Tối nay cố gắng đi xong cái bộ video đấy mà cả bài ấy nhá. Thật là dã man. Cái gì? Nó làm video rồi nó cũng con nó cũng giống như thế à? Đúng rồi. Bỏ cô cái đi về cô để nó khô rồi. Đè nó không có được đẹp. Mọi người nhìn nó rõ không? Gì nhở, cái đội nào ngày mai đi dạy nhở? Chị Yên. Xong rồi là cô sẽ trao đổi nhá. Các bạn ơi đợi tí nhá, tại vì là nguồn điện đang bị thấp ấy, nên là phải chạy vào lấy cái sạc pin, không rồi nát là cái hoa này là đi. Sạc pin với này ấy, sạc pin với này đá. Của máy ấy, em cứ làm việc của em, không làm việc của em đứng dậy. Ô, ai bảo em đứng dậy? Cô tự đi đấy được. Khi nào cô bảo Dũng rồi đứng dậy thì mới đứng dậy, mà cứ lăn tăn việc của mình làm xong đi. Ô về à? Em nghiêng lên đây cho mọi người nhìn đi Hoa. Xong rồi là đợi mọi người đợi tí nha. Vâng. Chị không biết là nhà vệ sinh gì ngoài này.
làm việc nhiều nhiều quá nó nhanh bận lắm. Không. Làm gì là cũng được. Đặc biệt là rửa tay rửa nước ấy. Thật đó. Mày buộc hai cái tay trong hai cái túi nước ấy. Hoặc là mua mày mua cái găng tay con cao su như kiểu găng tay phẫu thuật xong mày bơm nước vào trong lông mày. Dạ bẩn ơi bẩn. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng ấy nhé. Chúng ta sẽ sử dụng bút gắn gel, à bút gel gắn đá. Bô diên. Cái xin gì cả. Mày láo ở đây là mày sẽ được ăn cháo ngay đấy. Mày hút cháo luôn đấy. Cháo lại còn cháo chai đấy. Hiểu chưa? Cứ phải cãi lại một cái mới được. Sấy 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 tình yêu sấy 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 nó đang nó phát vẹn nó không cho em này con xong chưa sấy một lúc sau tiếp đó chúng ta cố định lại bằng treo mượn sao này? Cái game bây giờ Facebook làm sao nhỉ, nó không cho người dân làm việc. Ít thôi. Cái này nó hơi bị chảy nhiều. Sấy tiếp. Ai? Sao lại mang lắm chai bay ra đấy này. Đây một chai, kia là một chai. Đây là sáng rồi, là đừng có lấy chai mới rồi luôn. Ngón tay bị lệch nhưng mà mình phải dán cho nó thẳng chứ ai. Thôi. Làm đi xong rồi đứng dậy lấy cho cái khay đá trắng đây để còn đánh đá. Đi ra xe đi, đắp đi, chưa được. Phải. Mày thôi không cần phải học nữa. Đây màu rất chi là đẹp nhé. Lên xe chưa mà đã thấy lô cô? Lên xe chưa? Hello bác Nguyễn Mạnh Cường. Lấy cho con xong lấy cho con đá trắng. Đây đá trắng nhá. Nhìn chả nhìn thấy cả viên đá đâu. Ok. Mặn đá trắng. Úi giời ơi. May quá. Cái đá
bạn. Ai còn không mất cất đi. Ai còn không mất tiền. Chắc cô không nhìn thấy đá đâu nhỉ? Mở, nó ra mua nọ nhỏ mắt. Cái gì? Kiểu nó đánh một thằng. Mày đứng lên thằng một thằng dồ. Không có việc gì làm á. Rảnh đi kéo cắt. Hoài ơi. Em mày đang chống đối ở đây này. Tự lấy kéo đâm vào tay. Gì cũng phải bình tĩnh để xử lý chứ. Người ta bảo dồ là có thật. Cái cười à? Không phải chắc cười. Xinh quá. Đẹp quá. Thích quá. Yêu thương mong manh. Đây, đấy. Bây giờ đã về đây đã. Ơ, Bin ơi. Thế mày cất hết đồ đi thì cô đắp tay bằng cái gì? Ơ, mày duyên nhỉ? Bên này nữa mà. Hả? Sao mày duyên đấy? Tay bên này nữa mà. Ôi thế tay này vừa làm xong mà bây giờ mày lại này. Nó đừng có lắc lên. Đừng có lắc đâu cô. Lắc lên là nó có ấy. Nó không còn. Đúng rồi. Không được cái lớp gì. Cắm đầu cắm cổ vào thôi. Không cần biết là đang làm gì cả. À, chúng ta đưa vào như thế. Cô mới làm gì là làm gì? Làm gì là làm gì hả em? Tại vì câu hỏi không biết trả lời kiểu gì. Ý là em hỏi cô là làm gì ấy?
Vin ơi, cái thằng này lúc cần vào thì mày chả vào, lúc cần chúng ta lấy bút gel và nạt đây, cất đi cái này để nguyên vị trí này để lát nữa cô vào cô làm hoa ấy. Cái này để đúng ở chỗ kia kìa, để lát vào làm hoa. Cái này cũng thế, cất hết đi rồi ăn vả. Cái thằng nó cứ thích trêu người. Mày cứ lằng nhằng đến chủ nhật tao không cho mày đi tắm trắng nữa đâu. Kệ sấy. Bây giờ chúng ta đi cái này thì chúng ta đi lại một lần nước bóng nữa nha. À một lần liên kết nữa nha. Ngắn xinh nhỉ? Đúng không? Quá ngắn là gì? Mình lấy bao nhiêu nhỉ? Ok. Đây này. Ô, tay này dài hơn à? Màu xinh quá. Màu này là màu 10 giờ. Ô, hot quá. Không như thế chứ không phải là đi học. Chúng ta đặt đá, chúng ta đặt. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ làm một viên to. Viên to. Tiếp theo hai bên chúng ta đặt viên nhỏ hơn. Size S10 thôi. Có nhiều người không biết size S10 là size bao nhiêu, bởi vì sao? Bây giờ là kiểu người ta bán đá, người ta cứ bán theo gói ấy. Còn là trước đây ấy, là mua theo viên. Nên là những cái việc phân biệt đá S bao nhiêu thì nó sẽ dễ hơn. Còn bây giờ là không có phân biệt như vậy. Xinh không? Xinh quá. Nhẹ nhàng đúng không? Vâng. Tệ. Tệ. Vin ơi. Này nó dính hết rồi bà rồi.
sợ. Bây giờ chúng ta đánh bóng nha. Vừa nãy là chúng ta chưa đánh bóng, bây giờ chúng ta mới đánh bóng này. Ok, thế là xong, rất là đơn giản. Ô, cô vẫn chưa lấy ra đây à? Cô tưởng là cô lấy cái dây sạc ra đây. Cô thấy đi vào xong cái lại đi ra. Bây giờ chúng ta cố định lần thứ hai này. Màu đẹp quá. Mã 05 nha mọi người ơi. Okay. Màu mã 05 nha. Đây là đắp bột một màu, sau đó thì đắp hoa nổi. Đắp bột một màu và sơn nó bóng thôi. Đây mọi người nhìn nè. Đắp bột một màu sơn nó bóng thôi chứ không ấy. Chứ không có sơn màu nha. Bạn tay kia. Lê Phương ơi, cô đây. Móng đốt về chưa? Mà móng chua em ơi, chán kinh được ấy. Tất cả đều bị chứ không phải một mình cô. Hàng đợt này nó bị kiểu như là bị ấy, bị tắc biên ấy, nó không có hàng luôn ấy. Để lát nữa cô lại gọi lại sang bên đấy xem nào. Đã giải quyết được chưa nha? Đẹp không? Xinh nhỉ? Ôi, chưa sấy à? Sấy rồi mà cô. Xinh nhỉ? Sấy này. Em đính bằng liên kết gì? Liên kết đấy có đặc hay không? Đính bằng liên kết thì chiếc keo có mà em. Em inbox đi. Cái liên kết nó phải đặc một chút thì nó mới giữ được ấy nha, nó mới giữ được đá nha. Mà em phải đi 2-3 lần chứ không thể đi một lần. Đi một lần thì nó sẽ không có giữ được đâu. Đi 2-3 lần vào. Để em để tay bên dưới cho mình. Của ai người dọn? Cứ để tí em dọn cho xong rồi là không dọn.
đây là đắp bột một màu thôi, xong rồi giờ sơn tốt lên thôi chứ không phải là nước sơn nha mọi người. Bye bye.